Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DVC Channel, mình là Minh Kha đây. Ngày hôm nay thì mình đang có trên bàn đây là chiếc Dell Latitude 5490 đang chạy cho chúng ta là con chip Core i7-8650U. Và với một con chip tốt như thế thì tại sao chúng ta không làm một video test hiệu năng để xem rằng là cái hiệu năng thực tế của nó ở thời điểm hiện tại nó là như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết của video để xem rằng hiệu năng của em này có đủ sức chinh phục với những tác vụ ngày hôm nay mình đề ra hay không các bạn nhé. Let's go! Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau đến với điểm số của PC Mark 10 này. Ở đây thì chúng ta có thể thấy được rằng là tổng điểm của nó sẽ là 2927 điểm, cũng là một cái điểm số khá là tốt dành cho con chip Core i7-8650U này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần Cinebench R23 các bạn nhé. Với điểm số Cinebench R23 thì chúng ta có thể thấy này, đầu tiên là multicore tức là đa nhân các bạn nhé. Chúng ta sẽ có điểm số là khoảng 3590 điểm, tức là điểm số của nó vẫn còn hơi thấp hơn so với lại cái dòng Core i7-4850HQ này. Dòng mình là chỉ là dòng U thôi, dòng tiết kiệm điện năng thôi, nên là nó vẫn sẽ thấp điểm hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần đơn nhân các bạn nhé. Với phần đơn nhân ở đây chúng ta có thể thấy được rằng là điểm của nó sẽ là 799 điểm. Nó sẽ hơi kém cạnh hơn một tí với một vài con chip ở trên đây. Nhìn vào thì chúng ta có thể thấy được rằng là đây là những cái con chip đến từ Ryzen này. Đấy. Còn đối với lại dòng chip mà Core i7 thế hệ 11 ở đây thì nó phải gọi là vượt bậc rồi. Điểm số gần như nó là gấp đôi. Dù sao thì với con chip thế hệ thứ 8 này mình nghĩ rằng là nó đã cho ra một mức hiệu năng rất tốt, đi kèm với đó là về cái sự cân bằng hiệu suất. Đấy. Để giúp cho chúng ta có một trải nghiệm gần như là ổn định nhất. Và với phần đơn nhân này thì cái điểm số của cái con dòng U này, 8650U này, nó sẽ hơn so với lại con 4850HQ các bạn nhé. Đây, chỉ có 750 điểm thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần test game luôn. A few moments later. Nhìn chung với việc mà mình đang để ở cái mức độ họ là rất cao như thế này, cho các bạn thấy này. Đó, thì FPS nó luôn luôn trên ở mức là 70 các bạn nhé, kể cả vào trong combat. Rồi vừa mới nói xong cái nó khựng một cái xuống 62 này, nhưng mà chưa bao giờ xuống dưới 60 cả. Cũng có một điểm các bạn cần phải lưu ý, đó chính là cái phiên bản của 5490 mình đang trải nghiệm ở đây thì nó chỉ có màn hình là độ phân giải HD thôi, chứ không được là Full HD. Nên thành ra phần nào đó thì cái con chip Core i7 thế hệ thứ 8 trên cái chiếc máy này nó cũng sẽ cho ra một cái phần tải nó nhẹ hơn. Tức là ở đây là rõ ràng là render với cái mức độ phân giải Full HD nó sẽ nặng hơn so với là HD rồi. Đấy. Và nhìn chung thì tổng thể FPS nó luôn luôn là trên 70. Tổng kết thì mình thấy rằng là về mặt trải nghiệm của tựa game Liên Minh Huyền Thoại này, mình không có gì để bàn cãi các bạn ạ. FPS nó luôn luôn trên ở mức 70 và chơi nó vô cùng mượt mà. Máy ở đây thì quạt tản nhiệt đã bắt đầu chạy rồi, nhưng mà nhìn chung thì nó cũng không quá nóng đâu. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần test tab chrome các bạn nhé. One hour later. Và bây giờ thì mình sẽ test mở tab chrome các bạn nhé. Mình sẽ mở rất là nhiều tab luôn. Và đây là những cái video mình đều sẽ bật. Mình sẽ mở cùng một lúc là khoảng 20 tab như thế, trong đó là có khoảng 2, 4, 6, 8, 10 tab YouTube đang chạy video luôn các bạn nhé. Đây, đang chạy video này. Đang chạy video này.
2, 4, 6, 8, 10. Đấy, 10 tab YouTube đang chạy này. Đấy, như các bạn có thể thấy. Thì về cái khoản phản hồi ở đây mình thấy được rằng là nó vẫn cứ là ok các bạn nhé. Đây vẫn đang chạy này, video này là video tĩnh. Đấy, hình phải động như thế này này. Đấy, phản hồi gần như là tức thì và không có gì để chê cả. Đây thì rõ ràng các bạn chỉ cần mở tầm khoảng thường là 5 tab thôi. Ví dụ như một tab Google Docs này, một tab YouTube này, một tab Facebook này, rồi là một vài tab nữa về trang thông tin tin tức để mình đọc báo chẳng hạn, thì nó chả nhầm nhò gì cả so với lại cái mức cấu hình của con này. Mình tự tin khẳng định là như thế luôn. Đây, thoải mái luôn chứ không có gì để mà phải sợ hay là rụt rè ở đây cả. Đấy, mình thao tác rất là nhanh luôn các bạn, để cho cái máy nó không kịp trở tay luôn. À, đến chỗ này thì nó phải bắt đầu load rồi. Chúng ta có thể thấy load ở đây thì đồng nghĩa với việc là nó sẽ hơi bị delay một tí xíu thôi các bạn nhé. Đấy, chứ không phải là kiểu lag đâu, chúng ta vẫn có thể là xem bình thường. Đấy, vẫn có thể vào xem và load đến đâu là nó chạy đến đó. Hơi khựng khựng một chút xíu. Rồi, ở đây là thêm 4 tab nữa là mới có 14 tab này. Tiếp tục nè. Và mình sẽ tiếp tục mở thêm là vài tab nữa như thế này. 5 tab này, 4 tab đây là khoảng đâu đó là cũng đã được 19 tab rồi, khá là nhiều. Thì nó vẫn hoàn toàn cứ là thoải mái, nó vẫn sẽ có hơi bị khựng nhẹ một tí, nhưng đây là điều chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận được. Đấy, con này mình nghĩ là mở đến 30 tab vẫn cứ là ok. Như các bạn có thể thấy, mình mở thêm 5 tab của VN Express nữa là 24 tab rồi. Dân trí đi. Như vậy là ở đây mình đang có khoảng là 25 tab như thế này các bạn nha. Mọi thứ đều đang hoạt động rất là trơn tru. Đấy, video đều chạy như bình thường, 10 tab YouTube vẫn cứ chạy video như bình thường. Đây, Genka thì cũng load xong hết rồi này. Đấy, đấy, rất là ngon luôn chứ không có gì để chê về cái phần mà đa nhiệm cả. Với một cái chiếc laptop văn phòng như thế này, tác vụ của các bạn nó sẽ nặng đến cỡ nào nữa. Con chip Core i7 thế hệ thứ 8 này mình nghĩ rằng là nó vẫn sẽ giải quyết cực kỳ là dễ dàng thôi. Đấy, rồi và mình cũng xin tổng kết lại luôn, đó chính là về việc với cái chiếc laptop này, với con chip Core i7 thế hệ thứ 8 8650U thì nó cho ra một cái hiệu năng rất là tốt cho tầm giá này. Và ở đây các bạn có thể thoải mái để giải trí này, để làm việc một cách cực kỳ là nhẹ nhàng. Giải trí ở đây thì các bạn lưu ý rằng là mình cũng nên khuyến cáo một tí là cần phải có giới hạn mà, đúng không nào? Với con chip thuộc dòng U tiết kiệm điện năng và cân bằng hiệu năng ấy, thì nó nên chơi ở những cái tựa game cơ bản thôi, ví dụ như là PUBG Mobile hoặc là Liên Minh Huyền Thoại. Chứ còn mà cố đấm ăn xôi lên những cái tựa game có mức độ họ đẹp hơn, cao hơn, nặng hơn thì nó sẽ là khá là đối với lại cái chiếc máy này. Và với một cái chiếc laptop mà văn phòng cơ bản thì mình nghĩ rằng là cái nhu cầu giải trí của các bạn ấy nó cũng nằm ở một cái mức nó vừa tầm thôi, kiểu là giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng ấy, thì cũng có lẽ là không cần cái nhu cầu là phải chơi những tựa game đồ họa nặng đâu. Mà nếu mà muốn chơi game những đồ họa nặng thì chắc chắn là không ai mua cái chiếc máy này cả, thật sự là như thế. Đấy, rồi còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.